Mình chào quý vị và các bạn trở lại với channel của Thủy Chiến nhé. Hôm nay đội quân săn lùng của chúng tôi lại bắt gặp tiếp một cây tím Huế rất là to khổng lồ. Anh em thì đang vào trong kia, còn chúng tôi thì đang quay cái tổng bóng cho các bác dễ hình dung. Riêng cái bề ngang của nó đây là phải tầm tầm 10 mét, với khẩu độ chiều cao khoảng tầm 9 đến 10 mét luôn. Đây, nó tròn. Ở trong này là có hai cây hai bên cổng nhé. Xin cây này không biết mua bán thế nào, nhưng mà chắc có lẽ là nói về cái độ cành thì phải nói là khủng khiếp luôn. Đấy là đang dự đoán thế thôi. Thêm tí nữa để cho cháu mấy chục triệu, mấy chục thì chúng cháu không dám mua. Được mấy chục triệu thì bán mà thôi, không được mấy chục cái thôi nó nào bán. Đây cái gốc của nó đây các bác nhé. Hai ba này. Một cục tròn lắm. Đây, đây là cái phần củ ở bên này của nó, phần bên củ bên này thì nó đẹp hơn bên kia. Thân thì bình thường vì cái thòng dòng tím Huế này là thân dây. Chiều cao của cái củ này rơi vào tầm độ tầm 60. Bên này có con tử nó đóng cũng được. Con tử này đúng như lời dự đoán các bác ạ. Riêng cái phần cảnh của nó thì bao la bát ngát luôn trên kia kìa. Ở chỗ này nó võng nó lắc qua. Phần cành này có phải trồng cả hecta, chắc không hết đâu. Còn đây là cái cây bên cạnh của nó, cây này thì cũng bình thường, nó hỏng thân. Cây kia nó cũng bục thân nhưng mà vẫn còn cái dòng tím Huế này thì nó bục một phần nào bục, còn phần nào nguyên thì nó vẫn vẫn là vững, rất là vững vững chắc luôn các bác. Đây các bác này, cành của nó này, nó võng cành nhiều thế này mà. Cây này riêng cái phần cành thì chấm hết. Bà cụ chủ nhà thì đang ngồi đây. Rực rỡ cái cặp hoa giấy rất là khủng. Hôm nay chúng tôi đi ba anh em. Đấy, đứng từ xa cả chục mét mà nhìn cái củ của nó vẫn rất là to. Cái phần bóng của cành lấy được tổng chiều cao rơi vào tầm độ khoảng một cành thì lấy được khoảng tầm 4 mét rưỡi. Một cành là lấy được tầm khoảng 3 mét 2, 3 mét 3 gì đấy. Nói chung bên 4 mét rưỡi, bên 3 mét rưỡi đấy. Để nhìn cái bông cành của nó thì chấm hết xuất sắc. Ở phía này chúng ta có thể thấy phần cổ với phần chân bệ của nó. Chân rất là to, rất là chắc vững. Đây các bác. Bên này thì quá đẹp, già nó cũng đẹp. Con này nếu mà chơi cổ thì nói thật các bác là cũng chưa tìm được con củ hoa giấy nào mà để đẹp kiểu này, thì trừ giấy Mỹ ra thôi, nhưng mà dòng tím Huế thì khó tìm đối với những cái củ dạng này. Nó bề ngang nếu mà đo bây giờ nó đo vanh thì nó rơi vào tầm khoảng 100 100
140, nếu đo củ dưới này thì 140 này. Có khi hơn, nhưng mà một con số cho nó khiêm tốn vậy thôi. Đây là tổng tổng củ rồi. Nếu mà đứng đây nhìn, nếu mà đo ngang đến cái chân bệ này thì phải tầm 1 mét, hơn 1 mét, tầm 1 mét 1. Đây này, qua bên này này, đấy, qua bên này là tầm khoảng 1 mét 1 đấy. Nói chung là đỉnh cao của củ tím Huế. Cái phần này là mặt đẹp nhất của cây. Cái phần tay cành, phần hai cái thân của nó lên nó quyện vào nhau. Trên kia thì lại nó lên cái kiểu gác từ cổng tường đấy. Nói chung là cũng là một cây rất là đẹp. Vì cái dòng hoa giấy thì không phải như những cái cây cảnh nghệ thuật khác. Nó được điểm này thì nó mất điểm kia. Đấy, hai cái thân của nó đấy nhá. Hai cái thân của nó đây, một này, hai này. Nó quyện với nhau lên thế. Đây. Anh em thì đang vào thuyết phục bà cụ bán xem thế nào. Nhưng mà tôi ở đây thì cứ chờ kết quả thôi. Mua bán được hay không chúng ta chưa nói, nhưng mà nó là một cái con tím Huế đẹp. Cái phần này nó đẹp hơn phần bên kia nữa các bác này. Đấy, lên cái khuỷu nó giật rất là đẹp. Đúng là cái phần bên này nó đẹp hơn. Đây, phần bên này các bác nhìn rõ cái đường tay của nó này. Bà cụ thì cứ bảo là không bán. Chả có cây nào là không bán các bác ạ. Chẳng qua là cái giá bao nhiêu thôi. Đấy, cái anh chim lợn trong kia thì đang còn thuyết phục bà cụ. Đây. Đúng không? Mẹ, riêng cái phần cành này mà trồng chắc phải là cả hecta mới hết. Nhiều khi thế các bác ạ, đi mua cây thì cũng lãi cái bộ cành thôi. Toàn là những cái cành khỏe như cổ tay hết các bác nhá, chứ không phải là cành bé đâu. Nhiều khi xem clip các bác nhớ xem cho thật kỹ để xem cái cây nó đẹp đến mức độ nào, rồi mình có những cái quyết định để mua bán với nó. Cây hoa tím mà đưa cho thằng kia đi ăn mới đẹp. Gốc đặc luộc bạn cái bạn lâu đấy. Để cho ý. Hỗ trợ từng mũi tiền thôi ba. Nó cái giấy mà nó xô cho cây ruồi nó có luôn cả vết sẹo luôn các bác ạ. Công nhận con dòng tím Huế này nó mạnh thật đấy. Bà cụ thì bảo là không bán, nhưng mà cây đẹp thì chúng ta cũng cứ chiêm ngưỡng thêm một tí, đúng không các bác? Đấy, cái cây bên kia thì nó bị hỏng thân, nó mục hết. Nhưng con này cái cục có lẽ là cũng là hàng top của Việt Nam đấy. Phần củ của con tím Huế này thì đúng là quá đẳng cấp.
xếp hàng top 10 luôn. Thôi clip đến đây em xin được kết thúc các bác nhé. Nếu thấy hay thì hãy em một like để động viên cho em. Các bác có những cái cây hoa dế to nào nhớ báo cho em với. Em xin cảm ơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo. Ở clip này thì cái củ phải nói là cũng là vô địch đấy. Chưa từng thấy cái củ hoa dế nào mà dòng tím Huế kiểu này các bác nhé. Đỉnh cao về củ hoa dế.